quý vị không nhất thiết phải vào ngay trong cái trang của hãng máy bay của quý vị đi quý vị có thể là vào cái trang chung chung này chỉ cần quý vị biết cái thông tin về cái chuyến bay của mình ví dụ như là cái số chuyến bay của quý vị là số máy quý vị đưa vào đây và quý vị nhấn vào đây là sau đó là quý vị sẽ biết được cái thông tin cập nhật liên tục và người thân quý vị cũng sẽ là thấy được quý vị đang đi đến đâu rồi Nga xin kính chào quý vị, Nga xin chân thành cảm ơn quý vị rất là nhiều đã trở lại với kênh Nga Võ. Hôm nay là ngày 7 tháng 8 năm 2023. Trong cái video này, Nga kính xin gửi đến quý vị những cái thông tin là những cái thứ nào mà quý vị không được phép mang trong cái hành lý ký gửi, trong đó là bốn thứ mà quý vị lưu ý. Trước đây Nga có chia sẻ những cái video những cái thứ nào không được phép mang trong cái carry-on, nhưng mà lần này bốn thứ không được phép mang trong cái hành lý ký gửi. Quý vị lưu ý là hành lý ký gửi chứ không phải là cái carry on tin hướng dẫn từ chính phủ. Phần tiếp theo là quý vị tự kiểm tra cái chuyến bay của mình xem có bị delay hay không, có bị trì hoãn là quỹ hay không. Và sau khi có chuyến bay của quý vị bay đi rồi thì người thân của quý vị là sẽ theo dõi quý vị đang đi đến đâu rồi hoặc là người thân bạn bè của quý vị bên Mỹ hoặc là bên Việt Nam hoặc là cái nơi nước đến thì cũng có thể là theo dõi quý vị khi nào mà quý vị quá cảnh và khi nào là máy bay của quý vị hạ cánh đều theo dõi được hết. Đem một số lượng thuốc bổ từ Mỹ về Việt Nam và hốt thuốc bắc từ Việt Nam đem sang Mỹ, quý vị cần biết. Nga kính mời quý vị theo dõi với Nga cái phần chi tiết sau đây. Hầu hết các thiết bị điện tử cá nhân tiêu dùng có chứa pin, đều được phép mang theo hành lý sách tay và hành lý ký gửi bao gồm nhưng không giới hạn ở điện thoại cầm tay smartphone máy ghi dữ liệu trò chơi điện tử máy tính bảng máy tính sách tay máy ảnh máy quay phim đồng hồ máy tính các cái thiết bị chứa pin lithium hoặc là lithium ion dùng cho máy tính sách tay nên được mang theo trong hành lý sách tay các phi hành đoàn được đào tạo để mà nhận biết và ứng phó với các vụ cháy pin lithium trong cabin hành khách nên thông báo ngay cho phi hành đoàn nếu như mà cái pin lithium này hoặc thiết bị của họ quá nóng giãn nở bốc khói hoặc là cháy bốn loại bị cấm gửi trong cái hành lý ký gửi một là cái pin lithium kim loại loại thứ hai là loại pin lithium là một loại thường đã tháo ra luôn bị cấm để mà trong cái hành lý ký gửi và phải được gửi trong cái hành lý sách tay khi mà cái hành lý sách tay được ký gửi tại cái cổng hoặc là bên cạnh máy bay bất kỳ cái pin lithium dự phòng nào phải được lấy ra khỏi hành lý ký gửi và giữ cùng với hành khách trong cái khoang hành khách của máy bay sự khác biệt giữa cái pin lithium và cái pin lithium ion hay còn gọi là cái pin kim loại. Cái pin lithium là cái pin kim loại là có thể là được sạc lại và tái sử dụng hàng trăm lần, còn cái pin là lithium là cái loại dùng một lần và không bao giờ sạc lại. Thứ ba, các thiết bị hút thuốc điện tử, những cái thứ này luôn bị cấm trong hành lý ký gửi. Thứ tư, là pin và các thiết bị chạy bằng pin bị hỏng hoặc là bị thu hồi có khả năng tạo ra cái tia lửa hoặc tạo ra cái sự tỏa nhiệt nguy hiểm không được mang ra nước ngoài trên máy bay cũng không được mang trong hành lý sách tay hoặc là hành lý ký gửi trừ khi pin bị hỏng hoặc là bị thôi hồi đã được tháo ra hoặc mặt khác được thực hiện an toàn các cái hãng máy bay là cũng là có cung cấp thêm cái hướng dẫn công khai về cái việc là vận chuyển từng sản phẩm bị thu hồi như thế nào. Như vậy là các cái loại pin mà bị thu hồi nhưng mà khách hàng mang bỏ trong cái hành lý ký gửi hoặc là cái carry-on, hành lý sách tay, điều đó sẽ bị cấm, không có được tại vì sẽ gây ra nguy hiểm có thể là cháy nổ chẳng hạn. Trong cái laptop của quý vị, quý vị bỏ vào trong cái hành lý ký gửi không sao. Trong cái laptop đó, có cái pin lithium ở trong đó. Nhưng mà quý vị cần để trong đó chứ quý vị không có tháo ra. Nếu như mà quý vị tháo ra đó là quý vị cần phải là bỏ trong cái hành lý sách tay chứ không bỏ trong cái hành lý ký gửi. Khi các cái thiết bị điện tử sách tay chạy bằng pin lithium được để trong cái hành lý ký gửi, chúng phải được tắt nguồn hoàn toàn và được bảo vệ để mà tránh bị kích hoạt ngoài ý muốn. Phải cách ly các cái thiết bị điện tử có cái khả năng tạo ra nhiệt độ cực cao các cái bộ phận làm nóng có thể gây ra quả hoạn nếu được kích hoạt bằng cách tháo cái bộ phận làm nóng, pin hoặc là các cái bộ phận khác. Pin dự phòng phải được bảo vệ khỏi hư hỏng và đoạn mạch. Về cái pin mà lithium đó quý vị, là quý vị có cái laptop chẳng hạn thì bên dưới phần đó là có cái pin lithium trong cái máy tính sách tay của quý vị hoặc là trong cái máy chụp hình chẳng hạn hoặc là cái pin dự phòng á là ví dụ như là trong cái này đó quý vị là nga mua là màu trắng màu đen là mua cái phần này và nga bỏ trong cái hành lý sách tay chứ nga không có để trong cái hành lý ký gửi cái này là người ta nói là cấm đó quý vị ha và nga cũng có cái cục này để mà nga sẽ lưu lại những cái video hoặc là những cái hình ảnh mà khi Nga làm để mà Nga chia sẻ đến quý vị đó thì Nga cũng lưu trong đây và khi mà Nga mang theo đó là Nga cũng để trong cái hành lý sách tay chứ Nga không có để trong cái hành lý ký gửi. Cái này là cái ổ đĩa cứng bên ngoài mang đi theo được, không có dùng pin nhưng mà Nga cũng cẩn thận, Nga không có bỏ trong cái hành lý ký gửi mà Nga để trong cái hành lý sách tay. Quý vị làm trong hãng xưởng người ta cũng hướng dẫn hoặc là quý vị có những cái pin mà quý vị uh, sử dụng trong nhà ví dụ như sử dụng trong cái đồng hồ của mình rồi hết pin á. Khi quý vị bỏ đi thì quý vị cũng cần phải bỏ vào trong cái zip lock hoặc là trong cái bịch mà riêng á. Có một câu hỏi nói rằng hello chị em là người hâm mộ chị lắm đã giúp chia sẻ những cái điều luật trong cuộc sống. Nhờ chị giúp giùm. Cái app hay cái website nào để mà mình check cái vé máy bay có bị delay hay có vấn đề gì không? Em mua vé về Việt Nam hay hãng cái Korea. Khoảng tuần nữa em đi. Cảm ơn chị nhiều. Là Nga xin chia sẻ đến quý vị á. Quý vị ở bất cứ nước nào quý vị cũng có thể là kiểm tra được cái chuyến bay, quý vị kiểm tra cho cái chuyến bay chính quý vị hoặc là người thân quý vị sau khi người thân quý vị đã lên máy bay rồi. Cảm ơn bạn nhiều lắm đã hỏi cái câu hỏi. Quý vị ở bất cứ nước nào, quý vị đều kiểm tra cái tình trạng của cái chuyến bay quý vị. Ví dụ như trong trường hợp này bạn nói rằng là bạn đi cái chuyến bay Korean Air, bạn vào cái đường dẫn này, sau khi vào cái đường dẫn này thì dưới đây có hai cái chọn lựa. Cái chọn lựa đầu tiên là bạn bắt đầu xuất phát từ đâu và đến đâu, hoặc là nếu như là bạn có cái số chuyến bay thì mình cứ nhấn vào đây và đưa cái số chuyến bay và nhấn search là tìm kiếm. Nếu như mà bạn mua vé online thì bạn có thể là kiểm tra cái email của mình, trong đó có cái phần chuyến bay số máy và đi đến đâu là hạ cánh thì bạn sẽ là kiểm tra được. Tương tự nếu như mà quý vị đi từ Chicago Oha thì quý vị có thể là vào ngay cái trang của Chicago ha và sau đó là quý vị điền những cái thông tin dưới đây. Ví dụ như quý vị vào trong đây quý vị cũng có thấy rằng destination là cái nơi đến và cái chuyến bay của quý vị là AS457 hãng máy bay là Alaska Airlines, tình trạng bên đây là bị trì hoãn. Nếu như mà quý vị đi United Airlines, quý vị cũng có thể là kiểm tra. Nói chung là quý vị vào kiểm tra, đưa vào cái chuyến bay và quý vị nhấn search hoặc là nhấn là kiểm tra cái tình trạng chuyến bay của quý vị. Những cái dấu đỏ đỏ này là quý vị cần phải là điền cái thông tin vào, ví dụ như những cái ô này. Và đây là Eva Airlines. Tiếp theo là quý vị cần đưa những cái thông tin vào, và sau đó nếu như mà quý vị có cái chuyến bay của quý vị đó, cái số chuyến bay thì quý vị cần là đưa vào thôi rất là đơn giản là sau đó quý vị nhận xét. Quý vị không nhất thiết phải vào ngay trong cái trang của hãng máy bay của quý vị đi. Quý vị có thể là vào cái trang chung chung này, chỉ cần quý vị biết cái thông tin về cái chuyến bay của mình. Ví dụ như là cái số chuyến bay của quý vị là số máy, quý vị đưa vào đây và quý vị nhấn vào đây. Là sau đó là quý vị sẽ biết được cái thông tin cập nhật liên tục và người thân quý vị cũng sẽ là thấy được quý vị đang đi đến đâu rồi. Cũng cái trang đó và quý vị không có sử dụng cái chuyến bay thì quý vị có thể là sử dụng cái sân bay từ đâu và tới cái sân bay là tới đâu và nhấn search. Đơn giản nhất là quý vị vào Google, quý vị đánh vào cái chữ track your flight và sau đó là quý vị chọn. Nga xin chia sẻ hai cái câu hỏi mà quý vị để lại liên quan đến việc là đem theo thuốc quý vị ha. Câu hỏi đầu tiên của quý vị để lại là tôi sắp về Việt Nam. Nếu tôi mà đem thuốc bắc hốt ở Việt Nam về Mỹ ngâm rượu có được không? Hôm trước Nga có chia sẻ trong đó tối thiểu là có hai cái video nếu như mà quý vị đem thuốc từ việt nam ra khỏi mỹ quý vị bỏ trong cái hành lý ký gửi là quý vị cần phải là thông báo trước khi mà quý vị để có hành lý của quý vị nó chạy vào bên trong nó chạy vào bên trong là người ta sẽ giữ lại và người ta sẽ là gọi quý vị vào là có thể là người ta phạt quý vị trong cái trường hợp đó nếu như trong trường hợp này hành lý của quý vị bị giữ lại do mang thuốc bắc quý vị cần đưa ra cái lý do chính đáng ví dụ như lần trước có cái chú đó bị giữ lại và chú nói rằng là chú mang thuốc về Mỹ để mà chú uống vì là chú bị bệnh câu hỏi tiếp theo của một bạn hỏi là cho mình hỏi nếu em đem thuốc về Việt Nam mà không có phải là của bác sĩ cho thì có được không và thuốc em đem về là để nằm trong cái hành lý có nghĩa là không phải hành lý sách tay vậy có được không? Xin vui lòng cho em biết. Cảm ơn. Bạn có thể là bỏ trong hành lý sách tay hoặc là hành lý ký gửi. Nếu như mà có hộp thuốc đó giống như là thuốc bổ mà có nhãn đồ đàng hoàng ha. Điều quan trọng là những cái thứ thuốc đó không phải là kinh doanh. Nếu như những cái hộp thuốc đó là quà bạn tặng cho gia đình, người thân, bạn bè, thì bạn nên ghi cái tên của người nhận trên đó, ví dụ như quà của chú A, quà của cô B chẳng hạn. Những cái hộp thuốc như vậy là có cái dán nhãn tên thuốc đó. Nga xin chân thành cảm ơn quý vị rất là nhiều đã theo dõi cái video. Nga cũng kính mời quý vị đừng quên ủng hộ kênh bằng cách nhấn nút đăng ký, nhấn like, nhấn share. Nga kính chúc tất cả quý vị và gia đình nhiều sức khỏe và nhiều an vui. Nga xin hẹn quý vị trong những cái video tiếp theo.